Minh Đường Tử Vi Hoan Hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày Ất Tỵ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỷ tuổi, kỷ hợi, tân hợi, ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình Thân, hại Dần phá Thân và tuyệt Tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao Kíp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ, kỵ an táng, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Ly Sàng, kỵ cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc và Tài Thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ đem đến cho bạn tuổi Tý có được vài lời đề nghị thú vị khiến cho bạn cân nhắc. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, bạn đừng có vội vàng nói ra những lời đồng ý, cần cho mình có thêm thời gian để suy nghĩ và tính toán xem lối rẽ mới có thích hợp với mình hay là không. Cái điều quan trọng là bạn tuổi Tý có yêu thức thích những lời đề nghị ấy hay không và sẵn lòng để dẫn bước hay là không. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có điểm báo rất có thể sẽ xảy ra những khắc khẩu và có chút xung đột với bạn bè, người thân hoặc là một nửa của mình. Tuy nhiên, việc này không nên để căng thẳng kéo dài. Với bạn tuổi Tý có thể kiểm soát bằng việc nói lời xin lỗi nếu như cảm thấy cần thiết. Trong ngày thứ hai đầu tuần này đối với bạn mệnh tuổi Tý, bạn nhớ rằng không nên tạo thác hay là khởi tạo công việc. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mã, đóng thỏa đường. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng bạn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, nhớ diễn đạt cụ thể mong muốn của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, chớ tiết lộ kế hoạch dài hạn của bạn cho bất cứ ai. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn không có nhiều thời gian để lãng phí cho những việc không đáng. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu, những gì đặc trưng của bạn hôm nay sẽ được bạn tự tin thể hiện hết ra bên ngoài với sự hỗ trợ của cục diện ngũ hành tam hợp. Điều này khiến cho bạn tuổi Sửu dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng. Do đó, dù là với tình yêu hiện tại hay là bạn đang tìm kiếm một tình yêu mới thì bạn đều rất dễ dàng khiến cho họ không thể thoát khỏi sự quyến rũ của bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Đây là một ngày mà bạn tuổi Sửu vất vả nhưng cũng rất vui, có thể đạt được đến cái đích cuối cùng mà mình mong muốn. Và bạn tuổi Sửu, bạn cũng đừng trông mong những kết quả đến một cách quá dễ dàng. Muốn có được những thành quả giá trị thì đầu tiên bạn cần phải cố gắng. Cái điều quan trọng là đòi hỏi bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay chính là sự nhẫn nại ở bạn. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh, cho thấy với bạn tuổi Sửu có thể chia sẻ tâm sự và nhận được sự thấu hiểu của ai đó, và hôm nay là ngày để cho bạn tái tổ chức lại mọi thứ, sắp xếp lại cuộc sống sau những ngày vội vã, vất vả bận rộn với công việc. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, hãy nhìn nhận ai đó bằng con mắt khách quan hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, vấn đề nằm trong chính việc bạn quá chủ quan. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, bạn nhớ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, nên nhạy cảm hơn chút nữa để hiểu được đối phương. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn có nhiều lợi thế hơn người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bản mệnh tuổi Dần đang cảm thấy như rất chi là khó chịu, bực tức, có nhiều việc trái ý nghịch lòng trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dần, bạn nên nhận chút thiệt thòi về mình thì mới mong có được kết quả êm đẹp cho cái vận trình của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, dự báo cho bạn tuổi Dần sẽ trông đợi những điều tuyệt vời đến với mình. Và có những điều bạn tưởng chừng như khó có thể tin được lại là sự thật, nhưng thực tế đó là do nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua mà có. Đây cũng chính là ngày để cho bạn tuổi Dần gặt hái được thành quả giá trị mà bạn có được với mình. Ngày này với bạn tuổi Dần, ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn tuổi Dần đang có được tin vui về tình cảm. Bạn tuổi Dần có được chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời, nhất là trong những lúc bạn cảm thấy thiếu tự tin hay là thất vọng về bản thân mình. Bạn hãy quý trọng tình cảm và mối quan hệ mà bạn đang có, tận hưởng từng phút từng giây tuyệt vời đó. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, không nên cho ai lời khuyên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, cảm nhận của bạn không đúng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tránh nói điều bạn không hiểu rõ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, ai đó có lý do chính đáng không quan tâm tới bạn được. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, có thể bề ngoài mọi việc ổn thế thôi. Vậy đánh giá của bạn Tử Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là thuận lợi về vấn đề tiền nong, bởi bạn đang nhờ có được thiên tài trợ lực mà làm cho bạn tuổi Mão bắt đầu thoát được những rắc rối liên quan tới tiền bạc. Có những người còn có thêm được nguồn thu nhập đáng kể nhờ công việc làm thêm, nghề tay trái của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn tuổi Mão đang có được những tin vui trong chuyện tình cảm. Bạn tuổi Mão, bạn không trông đợi quá nhiều, nhưng may mắn là mọi việc đều được như ý. Nhưng bạn đừng vì thế mà chủ quan, tình yêu cần phải cả hai người vun sới. Nếu thời gian qua bạn quá bận rộn với công việc, thì lúc này bạn nên dành thời gian để ở bên người ấy lâu hơn. Ngày này, xem tử vi cho chúng ta thấy là nhân thần ở trong miệng và khắp thân mình, túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, niềm tin sẽ mang lại cho bạn chiến thắng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, hãy vượt qua nỗi sợ hãi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, có nhiều việc diễn ra như mong đợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, lắng nghe cũng là cách để cho bạn học hỏi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có tin vui về tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang lại cảm giác hài lòng sẽ xuất hiện ở nơi bạn tuổi Thìn làm việc trong ngày hôm nay. Nhất là khi bạn tuổi Thìn, bạn chẳng có gì phải bận tâm, lo lắng, bạn hãy ngẩng cao đầu và tự tin dẫn bước. Bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua là những khoảnh khắc thật tuyệt vời, vui vẻ, hào hứng với mình. Bạn chính là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang lại những dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Nhất là đối với những ai đã chịu khó điều chỉnh lối sống của mình trong thời gian vừa qua thì càng nhận thấy sự rõ rệt cải thiện của bạn. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về những đồ đạc hay là tiến hành công việc đục đẽo, sửa chữa, bởi những làm việc này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, các thành viên trong gia đình thiếu sự hòa hợp. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, công việc càng lúc càng hanh thông. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, sức khỏe được cải thiện. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang có được sự hỗ trợ của chính quan chiếu mệnh, cho nên với tinh thần trách nhiệm cao, bạn tuổi Tỵ sẵn sàng xắn tay áo lên để giải quyết những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng quên rằng gia đình là rất quan tâm, mong muốn sự lắng nghe và chia sẻ của bạn. Muốn mọi buổi tối, bạn tuổi Tỵ hãy dành thời gian để trở về nhà và quan tâm tới mọi người nhiều hơn nữa. Và ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có họa khí vượng, khiến cho sức khỏe của bạn tuổi Tỵ lại đang có điểm báo không được ổn định. Trong lòng thường có cảm giác bất an. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Tỵ, bạn để ý cơ thể của mình và tìm cách nghỉ ngơi sớm thì sẽ sớm được hồi sức và mọi việc lại trở lại ổn định, quay lại guồng quay của nó. Ngủ đủ giấc, thay đổi bản thân một chút để làm mới tinh thần bằng cách làm kiểu tóc mới, mua những món đồ mới giúp cho bạn thay đổi phong cách, cũng giúp cho tinh thần của mình được xoa dịu và dễ chịu hơn rất chi là nhiều. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc có phần hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không phải là mối ưu tiên của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, dễ gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bớt ương bướng, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ trong ngày này đã gặp được ngày của tam hội cục, báo hiệu gia đình của bạn đang rất cần tới bạn. Và bạn tuổi Ngọ, bạn đừng quên rằng dù công việc của mình có bận đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể thờ ơ với những người thân yêu trong gia đình được. Bạn hãy cho họ thấy bạn yêu họ tới mức nào và họ không bao giờ cô đơn vì có bạn. Gia đình là nơi để xoa dịu mọi căng thẳng, mọi buồn phiền. Đừng quên điều đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ đang có những cảm xúc tiêu cực do ảnh hưởng của thiên quan gây ra đang níu chân bạn ở lại. Và ngày này trách nhiệm của bạn tuổi Ngọ là dụ bộ chúng để bước vào một tuần mới làm việc đầy tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Đừng để bị mất lập trường bởi bất cứ sự tác động nào từ phía bên ngoài. Nếu không, bạn khó lòng có thể hoàn thành được bất cứ công việc quan trọng nào. Với bạn tuổi Ngọ, sau một ngày làm việc đầy hiệu quả, bạn cũng nhớ rằng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình bằng một bữa ăn ngon, một buổi tối thư giãn, bình yên bên người mà bạn yêu thương rất nhiều. Nếu bạn nghĩ về việc cùng nhau đi đến một tiệm hàng nào đó, đi thử một món mới thì đây cũng chính là thời điểm thích hợp với bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, có người làm bạn bực mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, nóng vội trong quyết định sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tránh đánh giá sự việc một cách chủ quan. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, thiếu một chút may mắn để có được điều bạn muốn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhất định không được bỏ qua. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện. Đây là lúc mà bạn tuổi Mùi nên ưu tiên những việc liên quan tới gia đình, dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ những người thân trong gia đình và xem xét lại những công việc cần phải giải quyết. Chính là những điều bạn cần phải làm nếu như bạn muốn có được một ngày thứ hai đầu tuần làm việc hiệu quả và như ý muốn. Và với bạn tuổi Mùi đang có được những ý tưởng sáng tạo không ngừng, và ngày hôm nay đặc biệt tốt cho những ai làm những công việc liên quan tới nghệ thuật hoặc là những ngành nghề tự do. Bạn tuổi Mùi có được một ngày làm việc hiệu quả đúng là điều mà ai cũng mong chờ cho một ngày đầu tuần mới làm việc. Và ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Mùi đang có được sự nhạy cảm cần thiết để có được những quyết định đúng đắn trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi, bạn chỉ nên giải quyết được những công việc của mình thôi, chứ không thể hỗ trợ được cho người khác. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, hãy thực tế hơn trong mục tiêu. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, đừng tức giận khi bạn làm điều gì đó không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, tránh làm việc gây thêm áp lực cho bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, có những vấn đề cần phải ngồi lại bên nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, tình yêu hài hòa như mong đợi. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành lục hợp, mang lại nhiều điều thuận lợi hơn cho bạn tuổi Thân. Lúc này bạn tuổi Thân đang có được cơ hội thể hiện sự thông minh, lanh lợi, tư tưởng thoáng đạt của mình. Tuy nhiên, bạn đừng có mong cầu ai đó cũng sẽ đáp lại điều tương tự như thế đối với bạn, vì cách nhìn nhận cuộc sống của họ không hoàn toàn tương ứng với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có sự tác động của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Thân làm việc gì cũng có cảm giác khó thành khi tinh thần của bạn dường như không được tốt cho lắm. Vậy thì bạn hãy dành cho mình cơ hội để được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân đang có điểm báo dễ gặp phải sai sót trong ngày hôm nay. Vì thế, thay vì cố gắng làm nhiều việc thì bạn nên chú ý làm từng việc một, làm ít nhưng thực sự là chất lượng. Đừng có vội vàng vì chúng càng khiến cho bạn khó có thể tiến bộ và nhanh nản chí. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, vợ chồng đồng sàng di mộng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, nên tìm cách hóa giải mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, tin vui về tài lộc báo về. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, dễ gặp nhiều chuyện may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, không phải lo lắng về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dậu thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu đi đúng hướng. Về phương diện này, bạn tuổi Dậu hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của con tim mình. Đã đến lúc bạn nên tạm quên dần lý trí của mình và cho đối phương một cơ hội cũng như là cho mình cơ hội. Và với bạn tuổi Dậu, bạn đừng tăng thêm sự căng thẳng không cần thiết cho đời sống của mình. Nhất là trong ngày đang có tỷ kim chiếu mệnh gây ảnh hưởng tiêu cực cho cái vận trình của bạn. Đây cũng là lúc mà bạn Tuổi Dậu cần phải vươn lên tới những mục tiêu, mục đích mới, vượt qua những chướng ngại vật để khẳng định bản thân mình. Thế nên đừng có nghĩ ngợi về những chuyện mà bạn không thể nào thay đổi được. Ngày này đối với bạn Tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này tôi thấy với bạn Tuổi Dậu đang có điểm báo sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Thay vì cố gắng làm thêm việc này việc kia thì bạn nên nghỉ ngơi sớm. Chỉ khi bạn ngủ đủ giấc thì cơ thể của bạn mới khỏe mạnh, đủ sức thực hiện những mục tiêu của mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc không được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tình cảm càng ngày càng hài hòa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, học cách quyết định thật nhanh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, nhiều vấn đề thuận lợi. Về đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được cơ hội bạn lập ra những mục tiêu cao cho mình và hoàn thành chúng khi có được sự hỗ trợ của chính ấn chiếu mệnh. Bởi vậy thì đây sẽ là một ngày làm việc rất chi là hiệu quả với bạn tuổi Tuất. Là một người làm việc chăm chỉ và thông minh, hẳn nhiên với bạn tuổi Tuất sẽ không khó khăn để có thể chinh phục được những mục tiêu mới, và với bạn cần phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh, mang lại cho bạn một ngày thoải mái, vui vẻ trong các mối quan hệ của mình. Thậm chí với bạn, có chút hiểu lầm trước đây cũng được hóa giải khi bạn được thẳng thắn nói ra và được đối phương lắng nghe. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, ngày này nếu như bạn đi xa thì nên chọn những hướng tốt, ưu tiên hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi và gặp được nhiều may mắn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, một số điều trở thành hiện thực. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, nghiêm túc thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tránh mong đợi quá nhiều. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, niềm vui nho nhỏ đến từ việc bạn giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, sự tự tin của bạn thực sự cuốn hút mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn không thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, lại cộng thêm ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi gây ra, rất có thể bạn sẽ thốt ra những điều gì đó mà không chủ đích nói ra, khiến cho đối phương bị tổn thương. Mọi việc diễn ra như thế mà không phải là do hoàn cảnh, vậy mà do cái cách ứng xử của bạn nữa. Vì vậy, bạn tuổi Hợi nên cẩn thận và khéo léo hơn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày do thương quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Hợi vừa cảm thấy dễ bực mình, lại cộng thêm bị quá tải bởi công việc hay là những trách nhiệm đời thường. Và tốt nhất là với bạn tuổi Hợi, bạn tìm tới sự trợ giúp của mọi người xung quanh, đặc biệt là những người bạn bè thân thiết, họ sẵn lòng để hỗ trợ cho bạn. Bạn cũng đừng nên ôm đồm những trách nhiệm không thuộc về mình, bởi vì như vậy bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và nhiều căng thẳng nữa. Và ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi cũng đang có điểm báo không tốt cho các dự định của bạn liên quan tới chuyện tình cảm cũng như là về tiền bạc. Dù bạn đang có ý định cho việc gì thì cũng nên đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình rồi thực hiện. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, có người nhận xét sai về bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, đánh tâm lý xem thường một sự việc nào đó. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc, không nên trông đợi ai đó giúp cho mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, có những vấn đề không nên né tránh. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, hãy học cách độc lập hơn trong suy nghĩ của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.